Chào mấy anh đẹp trai, mấy anh subscribe kênh Tuấn VFX giúp em nhé. Em cảm ơn mấy anh nhiều nhiều. Chào mấy anh đẹp trai. Rồi, chào các bạn. Trong tutorial hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một cái video giống như thế này ha. Với việc là chúng ta sẽ sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để chúng ta tạo ra hình ảnh cô gái rất là xinh đẹp như thế này ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa giọng nói vào cho cái hình ảnh cô gái và đồng thời chúng ta sẽ thêm một số cái hiệu ứng bằng After Effects. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn thêm một cái kỹ thuật, đó là sử dụng cái pose, một cái hình ảnh để lấy cái pose cho cái nhân vật 3D ảo chúng ta. Ví dụ như đây là mình sử dụng cái pose của cái hình ảnh của cô gái này để chúng ta để mình đưa vào ha, làm cái tạo thành cái pose của cái hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI của chúng ta. Rồi thì trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới. Và các bạn nhớ là tất cả những cái link đến các cái trang web, phần mềm, plugin sử dụng cho các bài của mình thì mình đều có gắn link ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách download các cái tài nguyên để thực hành ha. Rồi thì ở đây thì việc đầu tiên là mình sẽ lên các cái trang công cụ về trí tuệ nhân tạo để mình bắt đầu tạo hình. Thì đầu tiên là mình vào cái trang leonardo.ai và các bạn tạo tài khoản ha. Hiện tại nó đang mở cái open beta. Đây mình sẽ bấm vào launch app. Nếu mà các bạn đã được tạo tài khoản rồi thì chúng ta chỉ việc bấm vào yes I'm valid thì chúng ta vào trong cái giao diện của leonardo.ai. Thì trong cái công cụ này thì mình sẽ bấm vào AI image generation. Và ở đây thì mình đã tạo sẵn rồi những cái hình mà mình tạo ra với cái hình cô gái đó. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi. Mỗi ngày chúng ta sẽ có 150 token để chúng ta tạo hình ở trên đây nè. Cho nên là các bạn thấy chúng ta cũng khá thoải mái để chúng ta tạo hình. Tiếp theo thì các bạn có thể chọn cái số lượng hình một lần nó tạo ra. Ví dụ đây mình chọn 2 hình ha. Thì càng nhiều hình thì cái số lượng token nó sử dụng sẽ càng nhiều. Tiếp theo mình chọn cái, mình xuống đây, mình chọn cái image to image thì mình sẽ bấm vào. Và ở đây á, thì mình sẽ upload cái hình pose mà mình hồi nãy mình có nói với các bạn. Mình muốn là cái cô gái nó sẽ đứng cái kiểu giống như thế này ha. Tiếp theo để mà sử dụng cái pose này cho cái nhân vật thì mình sẽ sử dụng control net. Mình bật cái control net lên và các bạn nhớ chọn mục là pose to image, được chưa? Rồi tiếp theo nữa thì mình lên đây mình sẽ chọn cái kích thước hình. Mình sẽ chỉnh cho kích thước hình nó thành chiều dọc ha. Thì ở đây mình sẽ chỉnh khoảng tầm 800, 1300 gì đó, vân vân, tùy các bạn thôi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ qua bên cái mục bên phải này, chúng ta sẽ chọn cái model. Thì ở đây mình sẽ chọn là Absolute Reality. Và bây giờ mình sẽ đánh cái prompt vào. Thì ở đây là cái prompt của mình. Và trong cái folder thực hành thì mình cũng có cái prompt cho các bạn ha. Thì các bạn chỉ việc copy cái prompt này để các bạn dán vào chúng ta xem thử. Nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là các bạn cũng nên tự đánh prompt thôi để cho nó phù hợp với cái mục đích mà các bạn muốn. Thì đây là cái prompt của mình. Full portrait of a beautiful girl này, các thứ ha. Thêm vào một số cái từ như là background, pitch background này, ultra HD 8K rồi 35mm film các thứ. Rồi các bạn cũng có thể add cái negative prompt. Thì đây là cái negative prompt của mình ha, để loại bỏ một số cái thứ chẳng hạn như là ugly nose, bad nose các thứ. Như hai ba ngón tay, hai ba bàn tay gì đó các thứ ha. Rồi sau khi mà các bạn add prompt và negative prompt thì chúng ta sẽ sẵn sàng để generate thôi. Thì chúng ta bấm vào nút generate thì Leonardo.ai nó sẽ tạo hình cho chúng ta. Và cái hình này thì nó sẽ dựa theo cái pose được lấy từ cái hình ảnh mẫu của mình ở đây. Cho nên các bạn thấy là các cái hình ảnh của chúng ta thì các cái tư thế nó tự tự như nhau. Rồi thì ở đây thì các bạn chỉ việc xem các cái hình ảnh do AI nó tạo ra và các bạn chọn cái hình ảnh nào mà nó phù hợp với cái mục đích của bạn nhất thì các bạn download xuống ha. Ở đây thì ví dụ mình thích cái hình ảnh này. Đấy, mình thấy con này khá là đẹp này. Thì mình sẽ download xuống ha. Mặc dù là không có chân thì mình sẽ cắt bớt cái phần chân này thôi. Mình sẽ download cái hình này xuống, được chưa? Rồi, thế là xong. Bên phần Leonardo.ai bây giờ thì mình sẽ đem cái hình này về. Mình sử dụng Photoshop hoặc bất kỳ cái hình này, cái phần mềm chỉnh sửa nào thì mình cắt bớt cái phần chân của cô ha, của cô gái này. Thì mình sẽ có một cái hình như thế này, khá là đẹp, hoàn chỉnh, được chưa? Đấy. Và mình sẽ dùng cái hình này mình upload lên DID là một công cụ để tạo
chuyển động nói chuyện cho cái hình ảnh 2D AI của chúng ta. Thì trong công cụ này mình bấm vào login và các bạn tạo tài khoản thôi. Nó sẽ cho chúng ta sử dụng miễn phí. Và trong cái giao diện của DID ở đây, thì các bạn thấy đây là những video mình đã tạo đây. Thì ở đây các bạn bấm vào cái nút create video phía bên này, bấm vào nút add để mà chúng ta upload cái hình mà mình đã sử dụng Leonardo.ai để tạo ra, mình upload nó lên đây. Thì đây là cái hình mà mình đã upload lên đây ha. Cái việc tiếp theo là mình sẽ upload cái voice, cái giọng nói ha. Thì bây giờ để sử dụng, để tạo ra cái giọng nói thì mình sẽ sử dụng cũng sẽ sử dụng giọng nói trí tuệ nhân tạo AI luôn. Ở đây thì mình có rất là nhiều công cụ, chẳng hạn như là FPT AI Voice, công cụ của Việt Nam chúng ta nè. Thì nhưng mà các bạn vào trong cái trang này, chúng ta click vào cái đường link ở phía dưới này, voicemaker.fpt.ai đó. Thì vào trong đây thì các bạn chọn một cái giọng, ở đây thì mình chọn giọng ví dụ thông minh ở miền Bắc, và các bạn đánh vào cái dòng text mà các bạn muốn ha. Đấy, đây là cái dòng text mình đánh vào đây. Các bạn chọn cái tốc độ, ví dụ như là nói bình thường hoặc là nói chậm hoặc là nói nhanh ha. Đấy, thì nói chung là tùy các bạn thôi. Ở đây mình chọn bình thường, và sau đó thì các bạn bấm vào cái chuyển thành giọng nói, thì nó sẽ process via cái audio cho chúng ta. Và sau khi xong thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể nghe thử. Chào mấy anh đẹp trai, mấy anh subscribe kênh Tuấn VFX giúp em nhé. Em cảm ơn mấy anh nhiều nhiều. Rồi, sau khi mà các bạn nghe mà thấy ổn rồi thì chúng ta bấm vào cái nút download ha, để chúng ta download cái audio xuống, được chưa? Rồi, thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các cái phần về công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Thì mình sẽ đóng các cái trang web này lại ha. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua After Effects. Thì trong After Effects thì mình sẽ import cái video mà mình đã tạo ra từ DID. Đây thì mình cũng xin lỗi, mình thiếu một bước, đó là trong cái phần DID hồi nãy đó. Thì sau khi mà chúng ta upload cái hình lên, và chúng ta có cái hình ảnh cô gái rồi, thì chúng ta cũng có cái giọng thu âm của chúng ta rồi, thì mình sẽ upload cái giọng đó lên đây thôi ha. Upload lên đây, và sau khi mà upload lên xong đấy, thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút generate video, và sau đó bấm vào nút generate này, thì nó sẽ tạo ra cái chuyển động nói chuyện cho cái hình ảnh của chúng ta ha. Để đơn giản như vậy, nãy mình quên nói cái phần này. Rồi thì bây giờ vào trong After Effects thì mình sẽ import cái video mà DAD nó tạo ra cho chúng ta, import vào, và mình sẽ tạo một cái con từ cái video này. Thì đây là cái video mà DAD nó tạo ra cho chúng ta ha. Rồi ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái logo nhỏ của DAD ở phía góc trái, thì mình chỉ việc là bấm scale cái hình ảnh lên một tí, chúng ta di chuyển nó xuống một chút, được chưa? Là coi như chúng ta sẽ xóa được cái logo đó. Tiếp theo nữa thì mình sẽ tạo ra một cái chuyển động scale chậm chậm cho cái hình ảnh chúng ta, nó có một chút dynamic. Thì để làm chuyện đó thì mình sẽ bấm chữ S mở thông số scale lên, key một phát ở cái vị trí 0 giây. Sau đó là đến cái giây cuối cùng, mình sẽ cho hình ảnh của mình nó zoom vào một chút. Chào mấy anh đẹp trai. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ Chào mấy anh đẹp trai. zoom vào như thế này, cho nó cho có một chút cái chuyển động camera cho nó đẹp ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ thêm cái hiệu ứng ánh sáng, mình sẽ tạo một cái layer solid đặt tên là OF, và mình sẽ sử dụng video copilot optical flare. Và với cái optical flare đã được áp dụng, mình sẽ chuyển cái blend mode thành F. Mình sẽ kéo cái flare này lên phía góc trái để giống như là mặt trời chiếu xuống. Mình sẽ di chuyển cái center position, để làm sao cho nó cái những cái tia lấp lánh này nó nằm ở trong khung hình ha. Và sau đó thì mình sẽ vào xuống phần flicker, mình tăng cái speed lên, tăng cái amount lên, được chưa? Như vậy là cái ánh sáng của Chào chúng ta mấy nó anh sẽ đẹp chớp tắt trai, chớp tắt, mấy anh nó sẽ chớp tắt nhìn rất là đẹp ha. Và đồng thời đó thì mình cũng sẽ key cái center position, và với cái key này thì mình sẽ cho cái những cái tia lấp lánh này nó chuyển động, để cho cái hình ảnh chúng ta nó nhìn nó đẹp hơn, dynamic hơn, được chưa? Rồi, cái việc cuối cùng là mình sẽ import vào một cái stock footage, lá bay. Stock footage này thì các bạn có thể kiếm trên YouTube, thì ở đây mình kiếm một cái trên mạng á,
thì mình sẽ cắt điểm đầu điểm cuối lại ha, được chưa? Và sau đó mình sẽ kéo nó xuống cái con của chúng ta. Ở đây thì nó là cái nền xanh lá cây, cho nên mình sẽ vào phần effect, keying, keyline, và mình sẽ áp cái keyline vào đây, key nó, được chưa? Ở đây nếu cái phần viền nó hơi trắng trắng như thế này, chúng ta có thể áp dụng thêm một cái đó là matte simple choker, mình cho nó lấn vào một chút thì nó sẽ xóa được cái nền trắng đó của mình. Như vậy chúng ta sẽ có lá rơi rất đẹp ha. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã gần xong cái video của mình rồi. Bây giờ tiếp theo nữa thì mình sẽ làm cái hiệu ứng nhỏ để cho cái áo của cô gái này nó bay. Để làm việc đó thì mình sẽ tạo một cái adjustment layer nằm ngay bên trên cái video của mình. Cái adjustment layer này mình sẽ áp dụng effect distort, wave warp. Thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng giống như là lượn sóng cho cái hình ảnh của mình. Ở đây thì mình sẽ tăng cái wave width lên. Đó. Khoảng này. Chưa? Và bây giờ thì mình chỉ muốn giới hạn cái hiệu ứng này nó vào cái phần áo váy phía bên trái này thôi. Mình không muốn áp dụng toàn bộ cái video. Thế cho nên mình sẽ dùng công cụ Pen Tool. Mình vẽ một cái mask bao xung quanh cái phần áo phía bên trái này. Đó. Và bây giờ mình sẽ mở cái mask này ra, mình tăng cái feather lên. Thì như vậy là các bạn thấy là chỉ riêng cái phần áo bên trái của mình nó sẽ tung bay lượn sóng thôi. Đó, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo nữa thì coi như chúng ta đã hoàn thành xong. Cái vấn đề còn lại đó là tất nhiên với các hình ảnh AI do AI tạo ra và nó biến đổi giọng nói các thứ, thì các bạn thấy là đôi khi nó sẽ làm cho hình ảnh cái khuôn mặt của cái nhân vật AI chúng ta nó hơi bị méo một chút. Thì để sửa lại cái khuôn mặt cho nó cân đối, ví dụ ở đây mình thấy cái mắt bên trái nhỏ hơn mắt bên phải xíu đó, thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại trong After Effects, mình lại thêm một cái adjustment layer. Với cái adjustment layer thứ hai này, mình sẽ vào trong effect, mình áp dụng distort, magnify, xin lỗi các bạn, distort, liquify ha. Rồi, thì những công cụ này nó sẽ giúp chúng ta làm to làm nhỏ những cái yếu tố trên khuôn mặt. Thì ở đây ví dụ mình sẽ làm to cái mắt bên trái lên xíu, mình sẽ sử dụng công cụ plot tool. Mình mở công cụ plot tool lên, mình giảm cái brush size xuống, nên cái brush hiện nay nó hơi to, mình giảm xuống phần cỡ này. Và sau đó mình sẽ click vào và các bạn thấy là con mắt nó sẽ to lên. Được chưa? Đấy, thì mình sẽ chỉnh lại cho hai con mắt nó đâu đó là nó cũng tựa tựa như nhau ha. Được chưa? Và để cho cái adjustment layer này nó đi theo cái scale của cái layer video của chúng ta, thì mình sẽ link nó vào cái video của mình luôn. Thì như vậy là cái scale của nó sẽ đi theo cái video từ đầu đến cuối ha. Bây giờ tiếp theo thì ví dụ cái miệng của gái thì nó hơi bị méo về phía, tức là cái phía bên phải này nó hơi bị bóp méo một tí, mình thấy nó không có đẹp, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Wrap Tool này, giảm cái brush size xuống và mình sẽ kéo đấy, cho cái miệng của cô gái nó giãn ra một chút. Được chưa? Các bạn thấy mình tắt mở cái hiệu ứng thì các bạn thấy là bây giờ khuôn mặt của cô gái đã đỡ hơn rất là nhiều ha. Thì đây là một số cái trick để chúng ta chỉnh sửa lại khuôn mặt của AI nếu trong trường hợp ví dụ các cái công cụ AI nó làm cho hình ảnh của chúng ta nó bị hơi bị méo mó một xíu ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái video. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tutorial này, và hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong việc tạo ra các cái hình ảnh chuyển động avatar rất là thú vị cho cái video của các bạn. Một lần nữa thì mong là các bạn sẽ được like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội mới của chúng ta. Các bạn nhớ là tất cả những cái link đến các software, plugin và các bài thực hành ở trong video của mình thì đều có link ở trong phần mô tả của video. Các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại. Sai, mời anh subscribe kênh Tuấn VFX giúp em nhé. Em cảm ơn mấy anh nhiều nhiều. Chào mấy.